Chào mừng các bạn đến với chương trình học kanji qua câu chuyện. Mình là Toàn đến từ tính Nhật 21 ngày. Và chúng ta cùng nhau học ở bài 53. Mình sẽ học những kanji của bộ đài và bộ sĩ ở trong binh sĩ. Thì chúng ta cùng vào bài học. Những kanji liên quan đến chữ đài ở trong vũ đài thì đầu tiên mình tìm hiểu là chữ đài này ở trong vũ đài nó thuộc trình độ N4 nó gồm hai phần nhé tới bên trên là tư thì mình coi là bốn này bên dưới là cái mồm đấy bốn cái mồm là như cái đài mặc dù không phải nghĩa là cái đài nhưng mình mình dùng như vậy thì mình nhớ ngay được nó là đài nhé bốn cái mồm nó như đài Để trong vũ đài mình có các từ vựng là Đài là bệ giá tóm lại nó giống như là một cái bệ bục vũ đài ấy, đúng không hoặc là các từ vựng khác khi nó đi ghép thì nó có là Taiwan là Đài Loan này chữ đài đây và chữ loan đây à, loan vịnh là loan này đó hoặc là thai phơ thai phơ là cơn bão này đài phong đài thai này phong phơ này và khi nó thêm bộ nó ra chữ mới nhé thêm người phụ nữ thì ra chữ thủy bắt đầu đằng sau vẫn là vũ đài người phụ nữ bắt đầu lên vũ đài phát biểu đây người phụ nữ này lên vũ đài đang bắt đầu phát biểu. ở trong có từ vựng là harajime là bắt đầu nó động từ nhé. dã trong thợ rèn. đằng sau là hai chấm băng này. sau đó là có vũ đài. Đấy thì có câu chuyện là thợ rèn làm tan băng ở vũ đài. đây dấu hình minh họa này. Đấy ông này đang rèn nhé. là ông thợ rèn làm tan băng ở vũ đài. tan băng ở vũ đài. ở trong từ vựng là yakin là sự luyện kim. âm hán là dã kim chữ trị ở trong trị liệu thì từ vũ đài thêm thêm nước đúng không đó thêm nước nhé câu chuyện là dùng nước ở vũ đài để trị liệu đây dùng nước này ở vũ đài để trị liệu là trị bệnh đấy ở trong các từ vựng là náo sợ náo sợ là chữa bệnh hoặc là xe gì xe gì là chính trị nhé đây chữ chính này chuyển về xe này chữ trị nhé chuyển về gì này hoặc là trị liệu là trị liệu đây chữ trị bây giờ chuyển về chi này chữ liệu chuyển về rio đó trị liệu thì nghĩa là trị liệu chữa bệnh đó khi mà chữ vũ đài bây giờ mình thêm trái tim thì nghĩa nó là chữ đãi ở trong lười biếng đây bước lên vũ đài trái tim bắt đầu lười biếng được lên vũ đài nhé nổi tiếng không trái tim bắt đầu lười biếng ở trong động từ là namake là lười biếng này hoặc là thaiman là cầu thả thiếu sót thai đờ là sự uể oải này đó nó sẽ có những cái nghĩa như vậy chữ thai ở trong bào thai ở bản chất của nó là bộ bộ nhục thịt nhé đó nhưng mà nó hình dạng giống bộ nguyệt nên chúng ta hay dùng là nguyệt luôn em nguyệt mang thai được mời lên vũ đài <laughs> đây giống hình như em nguyệt đang mang thai đây nguyệt được mời lên vũ đài do là mang thai ở trong từ vựng là thai gì là bào thai đây âm án là thai thì chuyển về thai này nhi nhé đây là chữ nhi 18 tuổi chân chạy trung tăng là nhi đầu thì ở trong ghép về chữ nhi này nhi chuyển về dị thai dị là bào thai những canxi liên quan đến chữ sĩ ở trong binh sĩ thì đầu tiên này sĩ ở trong binh sĩ nó ngược với thổ đất nha này, sĩ này ngược với thổ đất thổ đất thì nét trên là ngắn nét dưới là dài còn sĩ thì nó phải ngược lại nét dài nét dưới ngắn hơn ngược nhau ở trong từ vựng đó pengoshi là luật sư hâm hán là biện này chuyển về ben này, hộ này, chuyển về go này và chữ sĩ si này chuyển về si đó, ben go si luật sư nhé hoặc là he si là binh sĩ để chữ binh này và chữ sĩ si", thì các bạn có thấy là sĩ si chuyển về si này đó, sĩ công việc thì giống hệt chữ binh sĩ nhưng mà thêm người nhân đứng ấy tại vì công việc phải có người người binh sĩ đang làm công việc ở trong từ vựng là chigoto là công việc nhé hoặc là shikata là cách làm đấy các bạn thấy mấy cái chữ sĩ si này nó hay chuyển về C si nhé đúng không và cái uh, sĩ công việc thì hơn binh sĩ là có người bây giờ trên là binh sĩ trong tim đây là trái tim đúng không một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời binh sĩ trong tim phải có ý chí à, ý chí binh sĩ trong tim đây trái tim binh sĩ có ý chí ở trong một từ các bạn quen đó là ishi ý thì nghĩa là ý chí để chữ ý này thì là y rồi đúng không chữ chí này là c này đó ý các vị trí là ý chí binh sĩ trong tim có ý chí bây giờ ý chí thêm lời nói đây lời nói có ý chí đưa lên tạp chí <laughs> đúng không? lời nói có ý chí này đưa lên tạp chí ta ra học logic cũng được tức là ý chí bây giờ thêm lời nói thì nó phải là một chữ chí khác đúng không thì liên quan đến lời nói là tạp chí đúng rồi ở trong từ vựng là yatsi 81 là tạp chí, đây là chữ tạp, này các vị chữ trí thôi. Bây giờ mình cùng các bạn ôn tập lại 10 kanji. Đầu tiên, chữ này có bốn cái mồm. <laughs> là chữ gì ạ? Có bốn cái mồm, nói như đài, thì đây chính là đài ở trong vũ đài nhá. Bốn cái mồm, trên là tư dưới là khẩu. Bốn cái mồm là như đài rồi thì từ chữ đài này suy ra một loạt các chữ tiếp theo là trị ở trong trị liệu trị liệu thì câu chuyện là gì ạ dùng nước của vũ đài để trị liệu tức là đằng trước còn nước thôi còn vẫn có chữ đài chữ này thì đằng trước là hai chấm băng sau đó là có vũ đài thì ai làm tan băng ở vũ đài ạ gọi là nhớ lại câu chuyện nhé làm tan băng ở vũ đài thì chính là thợ rèn âm hán là dã nghĩa là thợ rèn chữ thủy bắt đầu thì câu chuyện là ai chính là người lên vũ đài bắt đầu nói chuyện thì là gì ạ người phụ nữ họ người phụ nữ này bắt đầu lên vũ đài đây là chữ thủy bắt đầu chữ này cũng rất là thông dụng ở trong động từ chữ này mình phân tích thì bên trên chính là vũ đài bên dưới là trái tim tức là bây giờ mình bắt đầu lên vũ đài đấy thì trái tim nó trở nên gì tức là chữ chữ này bắt đầu sang trang đúng không có một ông đừng phát biểu ấy Thế là bắt lên vũ đài thì trái tim trở nên lười biếng âm hán là đãi nghĩa là lười biếng Chữ thai trong bào thai thì chắc chắn là có bộ vũ đài rồi nhưng mà thêm gì đằng trước thôi các bạn nhớ lại thì minh họa nhá thì minh họa là có một cô gái đang mang thai thì đấy chính là nguyệt nguyệt mang thai thì được mời lên vũ đài đúng không? tức là giống hệt chữ vũ đài các bạn cứ để ý cái bộ màu xanh trong sách nhé các bạn có sách hay nào còn gì rồi, các bạn để ý cái bộ màu xanh trong sách Nên Nó sẽ thêm thêm như vậy Giống như trị liệu có nước này Giã thợ rèn thì có băng này đó. Lời biến của trái tim Bắt đầu có phụ nữ Rồi chữ tiếp theo Đây là ngược với chữ thổ đúng không? Thì là chữ sĩ rồi, ở trong binh sĩ trí trong ý chí Ý chí thì chắc phải liên quan đến gì đó Liên quan đến trái tim đó. Tức là bên trên là binh sĩ nhé, bên dưới là trái tim còn câu chuyện là binh sĩ trong tim có ý chí Các bạn thấy là nó rất liên quan luôn Ý chí thì liên quan đến trái tim Còn bây giờ thêm người Thì ra chữ gì ạ? Âm hán vẫn là sĩ Nhưng mà nó không dụng ở trong từ gì đấy Mình học ở trong năm rồi Đó là sĩ công việc Đó, đây chính là sĩ ở trong từ vựng là công việc Thêm nhân đứng Chữ trí ở trong tạp chí Mình học ở trong những bài đầu của chương trình Min là có rồi Tạp chí thì nó giống hệt như chữ ý chí nhưng mà thêm lời nói tại vì lời tạp chí liên quan đến lời nói có ngôn lời nói còn ai thích câu chuyện thì là lời nói ý chí thì đưa lên tạp chí các bạn để ý nhá hai chữ chí để y hệt nhau đấy mình cứ học những cái bộ giống nhau thì mình vừa phân biệt dễ và không bị nhầm ý chí và tạp chí tạp chí thì phải có liên quan đến lời nói hoặc là binh sĩ và sĩ công việc thì sĩ công việc phải có người thì hy vọng là qua những câu chuyện thú vị theo những sách hiện não kanji thì các bạn đã học kanji một cách dễ dàng hơn và cảm giác là yêu thích về học kanji hơn. Thì chúc các bạn sẽ học thật là giỏi tiếng Nhật cùng với tủ sách hành não.